Đoàn sinh viên ta xin chẳng dây thân ai. Chương trình truyền hình của Hội Cựu sinh viên Sĩ quan và Đoàn Thanh thiếu niên Đa hiệu Hoa Thành Đốn kính chào quý khán giả và đại gia đình Võ Bị. Hôm nay, chủ đề dưới ngọn cờ vàng, chúng tôi xin trình bày về cuộc đời binh nghiệp của cố Trung tướng Nguyễn Văn Hiếu, một tướng lãnh tài giỏi liêm chính. Mời Bích Phượng. Bích Phượng xin kính chào quý khán giả. Cố Trung tướng Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1929 tại Thiên Tân, Trung Quốc. Năm 1948, ông đậu tú tài toàn phần. Năm 1949, đang học đại học. Cộng sản chiếm Hoa Lục. Ông theo gia đình về Sài Gòn rồi tình nguyện gia nhập khóa 3 trường Võ Bị. Tháng 6 năm 1951, mãn khóa, ông bị bệnh phổi phải vào bệnh viện để điều trị. Tháng 8 năm 1962, thiếu tá Nguyễn Văn Hiếu đảm nhận trưởng phòng 3, quân đoàn 1. Đầu năm 1963, ông du học khóa chỉ huy tham mưu cao cấp tại Fort Leavenworth thuộc Kansas, Hoa Kỳ. Tháng 6 năm 1963, ông được thăng cấp trung tá và giữ chức tham mưu trưởng sư đoàn 1 bộ binh. Ngày 11 tháng 11 năm 1963, bàn giao tham mưu trưởng sư đoàn 1 rồi nhận chức tham mưu trưởng quân đoàn 1. Ngày 7 tháng 9 năm 1964, ông được bổ nhiệm chức tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh. Tháng 10 năm 1964, ông đảm nhận chức tham mưu trưởng quân đoàn 2. Ông đã tổ chức điều hợp các cuộc hành quân. Trận Đổ Xá năm 1964, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã thực hiện cuộc hành quân quyết thắng 202 với 6 tiểu đoàn tấn công vào mật khu Đổ Xá ở ngã ba các tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi và Quảng Tính nhằm phá hủy bộ chỉ huy của quân khu 4 Cộng quân. Chiến dịch Thần Phong 1. Tháng 7 năm 1965, các quốc lộ 1, 14, 11, 19 và 21 của Cao Nguyên bị Cộng quân phong tỏa. Giao thông giữa Cao Nguyên và vùng Duyên Hải bị cắt đứt, chỉ còn liên lạc bằng đường hàng không. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã thành công dùng thế Dương Đông kích Tây với 7 đơn vị lớn cấp trung đoàn giải tỏa các trục lộ này. Trận Pleymer năm 1965, quân đoàn 2 phối hợp với quân đội Mỹ thực hiện phản công lại chiến dịch Pleymer của Bộ Tư lệnh Mặt trận B3. Cộng quân bằng cách dù các trung đoàn 32, 33 và 66 Cộng sản tập trung quân tại vùng núi Chu Prong rồi sử dụng B-52 trải thảm bom để tiêu diệt. Tháng 5 năm 1965, ông được thăng cấp đại tá. Tháng 6 năm 1966, ông lại đảm nhận chức tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh. Đại tá Hiếu thiết lập kế hoạch điều quân trận đèo Phù Cũ. Trung tá Nguyễn Khoa Nam, chiến đoàn trưởng nhảy dù, một người rất kín đáo, đứng trên sườn đồi, dùng ống nhòm quan sát cuộc điều quân rồi phát biểu. Đại tá Hiếu điều quân như một cấp chỉ huy thiết giáp nha nghề và lính sư đoàn 22 bộ binh đánh giặc đẹp đâu thua lính mình. Ngày 1 tháng 11 năm 1967, ông được vinh thăng chuẩn tướng. Tháng 8 năm 1969, ông bàn giao sư đoàn 22 bộ binh và thuyên chuyển về quân đoàn 3 để đảm nhận chức tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh. Ngày quân lực 19 tháng 6 năm 1970, ông được vinh thăng thiếu tướng. Tháng 6 năm 1971, thiếu tướng Hiếu bàn giao sư đoàn 5 bộ binh và được cử làm tư lệnh phó quân đoàn 1. Tháng 2 năm 1972, ông được phó tổng thống Trần Văn Hương cử giữ chức vụ thứ trưởng đặc trách bài trừ tham nhũng. Ông đã tiến hành hàng loạt các cuộc điều tra về tham nhũng, đặc biệt là cuộc điều tra về quỹ tiết kiệm quân đội. Ngày 14 tháng 7 năm 1972, ông công bố đầy đủ các bằng chứng tham nhũng trên truyền hình toàn quốc, do đó quỹ tiết kiệm quân đội phải giải tán. Ngày 29 tháng 10 năm 1973, ông thuyên chuyển về quân đoàn 3. Ông được cử làm tư lệnh phó hành quân quân đoàn. Ông đã thiết kế cuộc hành quân giải vây căn cứ Đức Huệ. Ngày 27 tháng 3 năm 1974, đặc công Cộng sản tấn công căn cứ Đức Huệ gần biên giới Việt Miên thuộc quận Đức Hòa, tỉnh Hậu Nghĩa, do tiểu đoàn 83 biệt động quân phòng trấn giữ với quân số 420 người cùng với gia đình binh sĩ sống trong căn cứ. Ngày 31 tháng 3 năm 1974, đại đội 3 của tiểu đoàn 64 biệt động quân tan viện với quân số 50 chiến sĩ. Tổng cộng quân số trong căn cứ là 470 người chống lại sư đoàn 5 cộng quân có quân số 6.500 quân bao vây và tấn công với tỷ lệ quân số đôi bên là 1/13. Sau hơn một tháng chiến đấu quyết liệt, các chiến sĩ biệt động quân giữ vững căn cứ, giết hơn 200 quân địch và gây thương tích cho khoảng 500 tên khác.
trong lúc biệt động quân có 24 chết và hơn 100 người bị thương. Các chiến sĩ biệt động quân chiến đấu vô cùng dũng mãnh, càng đánh càng hăng. Lúc đầu cận chiến với đặc công địch bằng lưỡi lê và lựu đạn bên trong căn cứ. Về sau phải chiến đấu đẩy lùi các đợt xung phong của địch ngày đêm không ngừng nghỉ. Và để đối phó với đoàn quân giải vây căn cứ, cộng quân đã chủ động tổ chức địa thế, bố trí quân kín đáo, chờ đánh quân tiếp viện. Chúng đặt các chốt chặn trên trục tiến quân của ta, đồng thời pháo binh tầm xa của chúng nằm sâu trong lãnh thổ Campuchia, mở những trận địa pháo liên tục và ác liệt, gây nhiều thương vong cho các đơn vị bộ binh, làm tê liệt các cánh quân, nên kế hoạch giải tỏa Đức Huệ của sư đoàn 25 bộ binh cũng như biệt động quân đều thất bại. Căn cứ bị cô lập nên không tiếp tế tải thương được, lương thực, đạn dược cạn dần. Nhưng không vì thế mà tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ biệt động quân bị suy giảm. Họ thề quyết tử chiến với quân thù. Gia đình vợ con của các chiến sĩ biệt động quân cũng tích cực tham gia chiến đấu bên cạnh chồng, cha. Họ cổ võ, giúp tặng thương, cứu thương, tiếp tế đạn dược và lo cơm nước. Có người còn cầm súng chiến đấu vô cùng dũng cảm. Mặc dù tỷ lệ quân số giữa ta và địch quá chênh lệch, quân địch không sao dứt điểm được. Do đó, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 thiết kế và giao trách nhiệm giải vây căn cứ Đức Huệ cho chuẩn tướng Trần Quang Khôi, khóa 6, lữ đoàn 3 kỵ binh, tấn công và hậu cần của sư đoàn 5 cộng quân trên đất Campuchia. Thực tế, ngày 28 tháng 4, vượt tuyến xuất phát đến trưa ngày 30 tháng 4 năm 1974, chỉ 2 ngày, thiết đoàn 10 kỵ binh đã bắt tay với các chiến sĩ biệt động quân trong căn cứ Đức Huệ mà không gặp một sự kháng cự nào của cộng quân. Quân ta vượt biên như thế trẻ tre cũng đã nhanh chóng làm chủ trướng trường và tịch thu được rất nhiều quân trang, quân dụng cùng vũ khí cá nhân và cộng đồng. Nổi bật là các giàn phóng hỏa tiễn 4 ống, 8 ống và 12 ống cùng hàng trăm hỏa tiễn 107 và 122 ly, đặc biệt hơn cả là 30 hỏa tiễn AT-3 loại mới nhất của Liên Xô có hệ thống điều khiển chống tăng, đầu tiên bị quân ta tịch thu trên chiến trường miền Nam. Các tùy viên quân sự Tây Phương mỗi người xin một quả đem về nước nghiên cứu. Nhìn số vũ khí khổng lồ của địch bị quân ta tịch thu mới hiểu được sự tàn phá khủng khiếp trong căn cứ Đức Huệ và sự chiến đấu dũng cảm của các chiến sĩ biệt động quân anh hùng. Ngày 8 tháng 4 năm 1975, ông chết tại văn phòng thuộc Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3. Sáng ngày 10 tháng 4 năm 1975, Phó Tổng thống Trần Văn Hương thay mặt Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đến tư thất trong cư xá sĩ quan Chí Hòa để viếng linh cữu và truy thăng trung tướng, đồng thời truy tặng Bảo Quốc huân chương để tam đẳng kèm anh dũng bồi tinh với nhành dương liễu. Tang lễ được tổ chức trọng thể theo lễ nghi quân cách và an táng tại nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, bà quả phụ cố Trung tướng Hiếu cùng 6 người con đã di tản và định cư tại Hoa Kỳ. Xin ghi lại và nhận xét của cấp chỉ huy hoặc của đồng minh về cố Trung tướng Nguyễn Văn Hiếu. Ông là người có tiềm năng lên tới bậc cao nhất trong quân đội Việt Nam. Sĩ quan này, nếu được sử dụng và khai triển đúng mức, rất có thể trở nên một tướng lãnh tài giỏi, nếu không muốn nói là xuất chúng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Các điểm tốt của ông gồm có nhiệt tâm, kinh nghiệm, lãnh đạo tác chiến, khả năng thôi thúc và duy trì tinh thần binh sĩ và khả năng chế ngự thuộc cấp. Ông rất sùng đạo, ái quốc, đòi hỏi tiêu chuẩn hạnh kiểm và kỷ luật cao. Ông cẩn trọng, mực thước nhưng khi lấy quyết định thì sắc bén. Tháng 2 năm 1972, Trung tướng Trần Văn Đồn, Phó Thủ tướng đã nhận xét. Tướng Hiếu là một trong số tướng lãnh tài năng nhất và cũng là một vị tướng thanh liêm nhất trong quân đội. Vô cùng trân quý cố Trung tướng Nguyễn Văn Hiếu, một tướng lãnh tài giỏi, yêu nước và thanh liêm. Chương trình của chúng tôi đến đây để hết. Trân trọng kính chào.